Ok, hello mọi người, chào mọi người kênh YouTube của mình chuyên về review, unboxing và giới thiệu những phụ kiện dành cho máy ảnh. Ok, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái giải pháp thu âm dành cho Osmo Pocket không dây đến từ Saravonic, đó chính là bộ Saravonic B1 hoặc B2 không dây. Đây, trên tay mình là bộ B2. Đó, hai mic nói và một cục nhận tín hiệu. Đó, đối với bản B1 thì chỉ còn một cục để mình thu âm vào một phần nhận tín hiệu. Đó, nó sẽ tùy theo cái nhu cầu các bạn chọn bộ phù hợp. Tuy nhiên mình sẽ để qua một bên, đây sẽ nói về đây, em nói đây, một combo quay Osmo Pocket 1 vẫn có thể dùng cho Pocket 2 vẫn được nha. Đó, này Pocket 1 đó, mình đang nghe mình trước mình hay dùng cái bộ này để đi làm review sản phẩm, tuy nhiên vừa sau mình update lên máy ảnh. Ok, thì đối với những các bạn có nhu cầu đi chơi phượt du lịch này nọ đó, cần làm vlog kiểu trải nghiệm đó, thì mình có thể dùng theo kiểu này. Đó, mình sẽ kẹp cái cổ áo không dây đó, hoặc là gì như vậy đó, mình sẽ kẹp ngay đây và nó sẽ thu tín hiệu. Thì đây các bạn đã thấy nguyên một set nó sẽ như thế này đây. Với một phần nữa là bạn muốn gắn bộ Saravonic không dây này thì bạn phải dùng adapter mic nha của DJI Pocket. Mình sẽ gắn cổng tai xe ở dưới này, nó sẽ ra jack 3.5, bạn sẽ gắn vào. Thì với cái setup như vậy, bạn có thể dùng nhiều loại mic, ví dụ như là Rode wireless nè, rồi loại mic không dây và có dây luôn. Đó, dùng cách nào cũng được. Và đặc biệt là phải có thêm một cái khung như vậy, như là Ulanzi, là mình để có chỗ mình sẽ kẹp những cái mic vào đây để nó sẽ giữ cái tín hiệu. Đó, bạn sẽ một set như vậy. Đây. Cái trên cái chipboard mình đang dùng là chipboard của Piwatek nha, để bạn có thể kẹp được cái điện thoại vào như vậy. Đó, nhưng mà nếu bạn dùng adapter mic rồi thì sẽ không có dùng điện thoại được, nên mình sẽ không có setup theo kiểu đó. Chỉ là các bạn đi như vậy, đó cầm sẽ quay ngược lại, nó giống như vậy. Đó, mình cầm mình selfie và nói chuyện, mình quay clip, và mình sẽ dùng cách này rất là tốt. Đó. Thì đây là cái setup của mình, một bộ combo vlog kết hợp giữa Osmo Pocket và Saravonic. Đó, chi phí cho một cái setup này thì nó dao động tầm từ Altimix thì tầm từ 650-700, khung thì tầm 200, và cái bộ mic không dây này nếu bản B1 thì tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi, còn bản B2 thì tầm 4 triệu 9. Nói thì bạn sẽ có những cái giải pháp bạn chọn phù hợp với túi tiền của mình. Đó. Ngoài ra nếu bạn không dùng mic không dây thì bạn có thể dùng mic có dây như là Poya MM1, giá nó tầm 500 thì cũng sẽ một cái giải pháp hợp lý tiết kiệm tiền. Tuy nhiên gắn Boya M1 nó sẽ tiếng nó bị nhỏ, mình sẽ làm một cái video clip đó sau vì mình đã bị cái vấn đề đó rồi, không biết cái vấn đề firmware update được cái đó chưa, mình sẽ làm một cái video clip riêng nói về vấn đề đó. Ok, thì đây thì video này chủ yếu mình nói ngắn gọn thôi để và giới thiệu mọi người về một cái set combo như vậy để các bạn hãy quay vlog đó, sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều để về vấn đề giải quyết vấn đề về âm thanh. Nó sẽ thu nó sẽ trong hơn, không bị tiếng gió nhiều, mình nói nó sẽ thu chỉ là cái tiếng của mình thôi và môi trường xung quanh nó sẽ thu nó nhỏ lại. Ok, video thì mình xin hết đây nha, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.